Lúc 11 giờ 45 phút ngày 30 tháng 6, một tàu đánh bắt cá số hiệu DNA-90737TS ở bờ đông sông Hàn, thành phố Đà Nẵng bốc cháy dữ dội. Lúc xảy ra cháy, tàu cá neo đậu cách bờ không xa. Lửa sau đó cháy lan sang tàu số hiệu DNA-91004TS neo đậu bên cạnh. Nhận tin báo của người dân, Trung tâm Thông tin Chỉ huy thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ Cứu nạn thành phố Đà Nẵng đã huy động lực lượng và phương tiện của 5 đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ trên địa bàn, gồm Công an quận Sơn Trà, Công an quận Hải Châu và đội khu vực 1, khu vực 2 và đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ trên sông thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ thành phố. Khi tiếp cận, lực lượng đã phối hợp cùng người dân tổ chức chữa cháy. Đến khoảng 12 giờ 10 phút, đám cháy cơ bản được khống chế. Hiện trường, hai tàu cá bị cháy phần cabin tàu cùng một số ngư cụ.